Xin kính chào các quý vị. Vâng, Thiên Hà Audio số 5 ngõ 198 Thái Hà đang hội tụ nhất nhiều các dòng loa pro chuyên nghiệp, và trong đó có định hướng thêm cả phần karaoke với những hãng loa rất nổi tiếng trên toàn thế giới đang có mặt tại Thiên Hà. Đó là những hãng DNB từ Đức, Nexo đến từ Pháp và DAS DAS đến từ Tây Ban Nha. Và hôm nay tại Thiên Hà chúng tôi sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một dòng loa pro nữa, đó là dòng L Acoustic cũng đến từ Pháp. Lịch sử dòng L Acoustic này thì được tiến sĩ Cristan, đấy là một người rất là đam mê về âm thanh và âm nhạc, đã muốn đưa cái âm thanh của nước Pháp vươn ra toàn thế giới. Và với dòng loa L Acoustic này thì luôn được các ca sĩ Mỹ cũng như là các ca sĩ nổi danh trên toàn cầu ưa dùng. Tại sao lại vậy? Vì đó là trong những dòng loa pro biểu diễn chuyên nghiệp nhưng mà lại có một cái chất âm rất là khác biệt, ma mị. Và một điều rất hay nữa, đó là trong những cái đẳng cấp của dòng loa này khi đưa đến tay cho người tiêu dùng, và hiện tại tiến sĩ Cristan đã hướng tới để cho mọi người ai cũng có thể được dùng, được sử dụng và được chơi những dòng loa của hãng L Acoustic này. Và với những tư tưởng hướng tới để âm thanh được mang tính tự nhiên nhất thì mỗi một hãng, một dòng của sản phẩm này đều lấy từ những bãi biển như là Haiti, Fiji, rồi Tonga và Isabel. Đó là những cái tiêu chí rất riêng. Còn hôm nay thì tại Thiên Hà chúng tôi sẽ phối hợp một định dạng, đó là Hawaii. Đó là một bờ biển rất là đẹp. Đó. Đầu tiên thì khi chúng ta nhìn vào dòng loa L Acoustic này, đây là chính là một phiên bản X8. Và dòng X8 này thì khi các bạn nhìn qua thì các bạn sẽ thấy đó là một loa mà nó có cái cấu trúc tương đối là thon gọn và nhỏ, nhưng mà nó lại tạo được một sự pro, đó là chính là cái sự vắt cạnh này. Mình có thể làm loa monitor sân khấu cũng rất là tuyệt vời. Và cái phần trên này thì chính là cái dòng loa L Acoustic này, thì các bạn khi sờ đây thì các bạn sẽ thấy cái sự nhám giáp thế này. Đó là một dòng pro chuyên nghiệp, vì dòng này nó có thể chịu được nước và chịu được các khí hậu khắc nghiệt nhất. Nói vậy thì nó đã đánh giá được hết cặp loa này chưa? Chưa các bạn ạ. Và bây giờ thì sau đây thì tôi sẽ xin mở cái e-căng của cặp loa này ra để chúng ta cùng có một sự trải nghiệm. Trước thì tôi đã nhờ kỹ thuật tháo ra rồi, còn bây giờ thì tôi cũng đang háo hức để tháo thử xem như thế nào. Vâng, khi tháo ra thì các bạn đã thấy có một cái sự rất là pro. Đầu tiên thì chúng ta nhìn thấy đây là một cái sự tuyệt vời của hãng L Acoustic đưa cho người tiêu dùng, đó là một hệ thống xương căng đúc. Đó, các bạn nhá, bắt 4 vít rất là chặt chẽ, có một cấu trúc thế này. Và phần thứ hai nữa là bát thì hoàn toàn bát bằng bằng giấy tổng hợp, nhưng mà đã được phủ thêm một cái lớp bảo vệ ở bên phía ngoài này để bảo đảm cho cái sử dụng khi màng loa giấy này được hiệu quả tốt nhất. Và một điều trông rất đẹp khi máy quay chiếu vào, đó chính là loa chép, đó chính là loa đồng trục của hãng. Và với dòng này thì các bạn chơi thì các bạn sẽ thấy cái sự đồng trục thì nó sẽ cho được một cái sự đồng pha và cân pha thì nó rất là hoàn hảo. Và hai bên trên này thì một bên trên và bên dưới là một cái lỗ thoát hơi để tăng cái độ nhạy của loa lên. Và với dòng loa này thì có tải áp lên tới tận 129 dB, thì cũng là một con số cực kỳ là ấn tượng khi về áp lực của âm thanh. Nhưng cái hay hơn, cái thích hơn đó chính là một cái bát bằng giấy nhưng mà lại có gân vải xếp như này, thì sẽ cho được cái sự đồng pha rất là chính xác và êm. Vì các bạn chơi những dòng loa high-end thì các bạn cũng có cái sự cảm nhận nó gần như là có sự tương thích với nhau. Và bát này thì là bát 8 inch, tức là nó vào khoảng 20 cm. Và loa chép thì loa đồng trục ở trong thì lại rộng lên tận 4 cm, tức là nó hơi khác so với cả dòng loa nghe nhạc một chút. Nhưng mà qua những lúc mà tôi thử nhạc trực tiếp mà nghe qua hệ thống sân khấu thì tôi rất thích cái dòng này, tức là cái không gian, cái độ phát nó rất là rộng. Nó có thể phát tán xa đến tầm khoảng hơn 15 m. Nhưng mà một điều hay hơn nữa, tức là cái độ mở rộng của cái loa này này, tức là nó vừa dùng là cái loa chép ở bên trong này nhưng mà lại cộng luôn cái ảnh hưởng của cái phễu của loa bát này, thì cho âm thanh nó sẽ phát tán, nó sẽ tốt hơn và cái sự đồng pha nó sẽ chuẩn hơn. Thì đấy là chính là dòng loa của hãng L Acoustic. Nhưng mà đến tay tôi thì bây giờ thì trên tay tôi thì tôi đã đang cầm đây là một tấm e-căng lưới sắt ở ngoài. Nhưng các bạn nhìn thấy cái sự chắc chắn và cái sự chuyên nghiệp của hãng L Acoustic này, đó chính là một tầng lưới sắt này.
Và qua đây thì các bạn sờ thấy thấy sự dày dặn như này đó. Các bạn nhìn tay tôi ấn bẻ như này mà thấy nó không có một cái gì gọi là cái xi nhê cả, mà chắc chắn vào bốn nút cài đây để khi bắt vào đây là người ta sẽ bắt ổn định vào đây. Và với dòng loa này thì độ nhạy thì tương đối là cao, nên khi người ta cái kết hợp đây thì chúng tôi sẽ kết hợp cùng với cả loa súp Shiva. Vâng, đây là một cái súp này thì khi chúng tôi muốn để như này để khi các bạn nhìn thấy nó ở đang tăng tình trạng nằm như này để cho có một cái sự gọn gẽ. Và dòng súp này thì nó cũng được thừa hưởng từ cái các cái dòng cao cấp nhất của hãng L Acoustic. Thì cái mặt ê căng này nó cũng vậy. Đó, các bạn sờ đây cũng thấy có một đế mút vào đây, và trong này thì nó có một cái loa subwoofer 30 cm. Và dòng này mình có thể để đứng lên, và sau đó là mình cũng có thể để các thanh Shiva ở bên trên này để tạo ra một cái kiểu phong cách chơi khác. Đó chính là cái đầu giáp bên này. Đầu giáp bên này thì nó sẽ có một cái thanh để mình tháo ra để mình có thể đưa các thanh Shiva vào và mình sẽ chơi theo một cái định dạng khác. Còn hôm nay thì chúng tôi hướng tới theo một cái định dạng là chơi theo phong cách của Hawaii. Đó là về vấn đề về loa. Và loa súp này thì như các bạn nhìn thấy đây thì khi tôi dựng lên hoặc tôi đứng lên thế này thì mình có thể dựng hai bên hai con để cho nó phù hợp với cả các cái không gian của mỗi một gia đình. Có người thì người ta thích nằm, có người thì người ta lại thích muốn để đứng cho nó gọn. Và tôi thấy cái sự hiện diện của cặp qua L Acoustic của Pháp này thì rất là tuyệt vời. Nhưng mà với ông chủ tịch hãng Christian thì ông muốn là khi đã đưa một hệ thống đến thì bao giờ nó cũng phải có một cái nét đồng bộ và một màu sắc âm thanh đặc trưng của người Pháp. Đó là một phong cách rất là lãng mạn, và phong cách khi hát thì là nhẹ. Vì tại sao với những ca sĩ người Mỹ hoặc là những ca sĩ nổi tiếng châu Âu thì luôn thích dùng những cái dòng sản phẩm đến từ L Acoustic này. Vâng, đây chính là một chiếc âm ly LA2XE. Thì các bạn thấy một cái sự rất là nhỏ gọn, nhưng mà với công suất mạch Class D này thì nó cho công suất lên tới 350W và có thể tăng gấp đôi công suất lên nếu như các bạn tải với những âm ly mà có trở kháng khó đánh. Và nó có nhiều cái định dạng cho mình chơi, tức là mình sẽ chơi theo ở đánh ở dạng single end, hoặc là đánh ở dạng loại bridge, tức là để gấp đôi công suất. Và nó sẽ có 6 cổng vào và 4 cổng ra để cho các bạn có một cái sự trải nghiệm. Và trên cái này thì nó có cả luôn một hệ thống preset, tức là mình có thể gọi được những loa full rồi loa sub để mình tính được cái sự đồng pha theo tỷ lệ phòng. Thì tôi thấy cái đó là một cái sự rất là hiệu quả và hợp lý để khi hãng để dành cho các kỹ sư hoặc là các kỹ thuật về âm nhạc để có thể chỉnh sửa hoặc làm được cái thứ ra một chất màu âm thanh tối ưu nhất. Trong thế giới chơi của âm thanh thì nó có các hãng cũng rất là nổi tiếng về chơi cũng như phong cách chơi, thì mỗi một hãng lại có một cái tiêu chí riêng. Nhưng mà tôi thấy hãng L Acoustic này là cho các bạn có một cái giải pháp âm thanh tức là rất là chuyên nghiệp, các bạn có thể là áp dụng hoặc là đưa một bộ sản phẩm này về nhà, mình có thể là tổ chức một band nhạc tại nhà, chơi tại nhà với những tay trống, tay guitar thì là rất là tuyệt vời rồi. Còn nếu không, các bạn là những người yêu đam mê ca hát thì các bạn cũng có thể đến Thiên Hà Audio chúng tôi để có những cái sự trải nghiệm và nghe những dòng sản phẩm cao hàng đầu thế giới này. Và trong một cái không gian mà chơi được như vậy thì tôi nghĩ đó là một cái sự rất là tuyệt vời để dành cho các bạn. Còn bây giờ thì sau đây thì tôi cũng sẽ mời các bạn cùng tôi, cùng những người bạn đang ngồi đây, chúng ta cùng có một cái buổi trải nghiệm cùng hát cho nhau nghe tại Thiên Hà Audio. Các bạn thấy hay thì hãy nhớ vào Thiên Hà Audio, điểm đến của người yêu nhạc. Răng mắt mây không
quên vào tiếng mưa rơi êm đềm. Trời còn mưa ướt thêm cho dài ngày tháng không tên. Chiều mưa không có em, đường phố quên chưa lên đèn. Chiều mưa không có em, biết lấy ai chia hơn tôi. Trời mùa thu lắm mây, con bước chân đi quê về. Vòng tay ôm lẻ loi cho mình còn mãi thương nhau. Trông lặng người đi qua trên đường phố xen bước dấu chân chưa tìm về. Chút kỷ niệm ngày đầu để từng mùa thu đến ra đi không mang tin nỡ quên đi đành sao. Kể từ khi vắng em, ngày tháng bơ vơ quên. Không bước chân em tìm đến. Chuyện ngày xưa biết sao, mọi cánh chim bay vương nào. Còn ngày xuân ấm êm cho mình còn mãi. Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại, cuộc tình nào đã xa khơi ta còn mặn nơi đây. Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa. Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố, thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình. Làm sao em biết đời sống buồn tênh, đôi khi ta lắng nghe ta. Ngày sống âm u rồi vào đời buồn giá. Hồn ta gió cát phù du bay về. Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt gieo tình ấm thầm, sâu gieo sâu bên bờ vực sâu. Còn thấy gì sớm mai đây khi ta còn bạn bè, giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn. Một ngày tình
Con như vết thương đau ngủ vùi
giường để mắt thơm còn nghe ngóng đã lặn về lặn buồn. Từ cơn đau ấy lưu thân mỏi mòn ôi vết hằn ghi trên lời thánh đêm bài ca giao trên cuồng đá trên ngai vàng cuối một thời mũ yên tôi xanh rồi một hôm người chợt thấy hoang vu quanh mình quên lặng trên